Ok, hello anh em quay trở lại với channel của mình là Eric. Mấy bữa nay tôi đi công tác cho nên là không có làm clip được cho anh em. Vậy tôi quay lại à. Sau đó tôi làm clip nhiều hơn cho anh em ha. Ok, mình tiếp tục cái tập 2 của cái tựa game Surviving the Aftermath. Đây là tựa game sinh tồn sau thảm họa hạt nhân anh em. Em rất là hay ha. Tôi lót lại coi. Đây, bữa lưu đây nè. Bữa tôi nhớ là như đang làm tới cổng rồi. Cũng đang có một số cư dân ở ngoài người ta vào. Không biết nhạc này có bị bản quyền không ta? Phải tắt bớt cái nhạc đi. Dịp bản quyền mệt lắm. Đây music. Nhưng mà bé tôi ti lại. Mình confirm. Đây. Ôi, đỡ mẹ đấy chứ. Này người ta gọi là tay nhanh hơn não nè. Ok. Tiếp tục. Ba thằng đang rảnh rỗi. Ok. Tôi cứ để một thằng ở trong này đi. Để nó cứu giúp người bệnh. Còn tôi thiếu gì ta? Tôi thiếu cái này, cái con re te nè. Con re xì te nè. 284 điểm. Được. Lấy. Đó, múc thôi. Ngại ngùng chi nữa. Ủa, gần nhà mình có cái gì vậy ta? À, thịt. Rồi, làm đi mẹ mà này. Làm sao để cho nó thu thập cái con rete nhiều ta? Lúc là earlier set nó còn thiếu một số cái chức năng. Rất là nhiều chức năng anh em. Thiếu chức năng quá trời. 12.72 cái này chắc sắp cạn kiệt rồi nè. Đây, đợi cho mấy này cho nó xây cho nó xong. Vô đi. Ồ, đứng chơi ba thằng. Mày nghĩ thì ngồi chơi. Để coi coi. Sắt cái cục kia. Cục này cục gì ta? Mày thì ngồi chơi. Đi làm đi mấy cưng. Đó, trái bắp nó lên rồi nè. Cái bắp nó lên. Con đang làm rất là nhiệt tình. Mày đi lấy đâu ta? 2 có 2 cái bị hết rồi. Ok, chỗ này hết rồi. Hết đồ. Đưa xuống qua đây. Tôi cần cái con rete anh em à. Không, cái này là food, cái này đang nó đang là food ăn. Đang lấy lụm trái cây, trái bi gì nọ để nó ăn uống. Đây, qua đây. Đó, con rê té đây nè. Ủa, con rê té ngay đây luôn. Bạn, qua đây, qua đây. Tập trung vô đây. Tập trung vào chuyên môn này ở đây đi. 19 cái nè. Gì đây? Đưa cái option. À, rồi. Thằng này xong việc rồi nè anh em. Ủa, này có 184 nè. Ngon quá. Gió lụm. Cái điểm này để mà research nè anh em. 84 điểm nữa, ui nhiều vậy. Từ đi, để cho nó đầy lên. Biết nó có đầy thời gian hay không, tôi cũng biết rõ. Ôi, con này bị gì đây? Đói, à đói. Thức ăn thì nhiều lắm, 99 phút, 19 nước. Ui, xây một cái này thôi một lâu. À,
anh em có thể nghe là mấy tiếng ve, tiếng hũ này nọ hơi lớn. Tiếng ve, tiếng hũ này nọ giảm bớt lại, nghe đau đầu á. Vậy thì vẫn là nhà cưa nè, nhà cưa gỗ. Tôi sẽ phải làm cái thằng chung gỗ cho nó. Foster đây, đây là nhà cut the tree save the world again into the firewood. What the hell, đây sawmill, đây là nhà cưa xẻ gỗ, đây locking cam, locking cam và chặt gỗ anh em, một gỗ thành hai cái kia. Tôi không hiểu hai cái nhà này nó khác nhau chỗ nào. Cut down tree into firewood. Tôi cứ làm cái poster trước đi, tính gì tính sau. Đó, poster là nhà trồng cây ha anh em, trồng cây cái rừng kiểu vậy. Lắp cái cam để tôi xoay coi, để coi nó là cái gì. Lắp cái cam chưa hiểu lắm, để coi nó tác dụng là gì. Tool shop, ok ok. Thiếu nhà rồi, từ ok. Này hết chỗ nè, thằng này hết chỗ chơi rồi nè. Đó, hết chỗ thì đi qua đây. Bọn này là cái gì ta? Plastic à, ok rồi, plastic. Đây plastic bên này. Có mỗi cái plastic ở gần nó nhất à. Qua đây. Metal 10. Move area. Đó, cho đọc rộng ra. Ok. Mẹ, đi nhanh đi. Thằng này là Taylor ha. Thằng này chuyên sản xuất ra áo. Đây, sản xuất ra quần áo anh em. Quần áo này là để mặc lúc trời giông rá rét. Đó, chúng ta hiện tại trong kho còn 5 cái, 4 cái tool. Này là tool đúng không ta? Ok, tool shop. Nhà tool là công cụ. Ok, làm đi mấy em ơi. Còn dư 2 thằng. Dư 2 thằng này, dư 2 thằng này để làm gì giờ ta? Plastic cũng đang hơi thiếu. Ok, cho mày vô đây. Không có ai tới à? Chỗ ngon lành thế này mà không ai tới. Đấy đó, có hai cái fiber nó sẽ làm ra một cái plastic. Tôi có đồ có thiếu không? Cũng đủ anh em. Ở lâu resort nữa là nó chấp nhận thôi. Nó chấp nhận cái nào thôi. Quay trở lại. Ồ, thằng này bị injured. Injured là nó bị chấn thương. À. Thằng này thì không có quần áo. Ôi bà tức. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải tắt này đi. Cho vào đây. Làm đồ nhanh đi, thiếu đồ, thiếu quần áo. Mấy ăn khung này. Đó, chấn thương còn đi đứng mấy chuyện. No left career.
Xuống người chồng chồng anh em à. Đây, đây là nhà tạo đồ ăn ha anh em. Nó sẽ lấy gỗ. À, locking cam là gì được rồi. Locking cam là gỗ để mà nó move work area. Ok, đọc đây đi bạn ơi. Gỗ để mà nó nấu ăn anh em. Đó, nó cầm cái gỗ này nè. Sawmill là xưởng cưa xẻ gỗ ha. Đúng, tính chất là dịch ra luôn rồi đó. Từ từ, nghỉ đi. Ôi. Rồi, thiếu chỗ này luôn, ok. Hiểu. Đi hơi xa không ta? Này gần hơn đúng không? Ok, tôi hết này đi gần hơn nè. Metal nè. Tôi hết này đi qua đây gần hơn á. Biết sao không? Nó sẽ được cái đường. Đó, đi trên đường nó sẽ nhanh hơn một xíu. Ok, locking cam. Đây, qua đây bạn. Hót chặt cây để trồng cây đi. Poster đó anh em thấy không, đó anh trồng cây nè hả, dễ thương không, trồng cây bé xíu dễ thương. Phần quốc được 3, ok, cho con này vô đây để đó nó làm đồ ăn đó. Anh em thấy nó đang làm, bắt đầu nó làm đồ ăn, nó nấu lên, nấu lên, nấu nướng. Nấu có nấu cái bắp nè, nấu thịt nè. Tại vì chúng ta không nấu là nó sẽ bị ô thiêu. Đó. Từ để tôi cho thằng này nó đi chặt bắt cái cây ở đây trước đi. Em ơi, bắt cây ở đây trước đi. Nhiều cây quá. Các bạn nào tới đây không? Trời ơi. À quên, tôi Cyan sao tăng điểm sai à? Đây, factory, food, advanced farming, lạc farming, ok, ra mấy cái đồng lớn hơn, production, tạo ra điện ha, tạo ra nhà, security, exploring, battery, trade center, nổ, ok, mình sẽ làm cái này, làm về điện ha anh em. Đây tạo ra những cái nhà đẹp hơn, kiên cố hơn, xây nhà đẹp hơn cho tụi bay. Coi. Fishing hunt, bắt cá được, ok. Ôi, chuẩn cơm luôn. Đây. Em ơi, tôi xem ở đây à, không được. Đây, nó bắt thêm vào đây nè. Tôi nghĩ là chưa cần. Khó xây rồi ta. À đây nè. Mới. Đây. Nhưng mà nó cá trong hồ này hả? À? Là ảo vậy? Được không ta? Thế nó ghi có, thế nó ghi là bắt được. Tôi không biết là nó có bắt được hay không. Ok, từ từ, kể đi. Tôi làm điện cái ra. Solar nè. Ồ, 40 cục kia. Engineering production nè. Solar điện năng lượng mặt trời anh em. Để tôi thử coi. Con gà trống. Tôi sợ là cái tool này nó thiếu. Đó, biết ngay mà nó thiếu. Cái kiếm ở đâu? Chắc có lẽ mình dùng mỗi tray nó ra thôi.
Source là tên. Get Buri Taylor Recycle Rapper Looking Cam Water Rapper Fiction Cook House House. Ok, tạm cái nhà này à, này được 3 slot ha. Rồi được 8 slot. Đây là lèo ha anh em. Đó. Lèo dành cho những người thu nhập thấp. Đó, vào đây. Tự xây thêm đường xá cho nó. Đường xá đi lại. Nó văn minh lịch sự. Đường như tới đây luôn. Dù chỉ còn một thôi mà cũng được, không sao cả. Ngày thứ 14. Thằng đi chỗ đây đi. Ôi không ai tới ta. Socialist. No. Ok, quần áo làm cũng được rồi. Tool làm cũng ok, không sao hết. Quá nó sẽ theo ngày tháng nó sẽ bị rách nhanh em. Chưa tạo được cái kia nữa. Ok. Và cái brief. Cái này là nhà, nhà chôn cất vậy. Đó. Thằng nào mà bị ok thằng đi 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 rồi. Thằng nào mà kiểu chết á, lại vô đó với nghĩa trang vậy. Ồ, không xây được ở đây. Sẽ sao hết. Qua đây thôi. Đó, xây rất nhanh ha. Đó, cho anh em có thể thấy là nhà nó nâng cấp lên. Nhà này là nhà mẹ giống như kiểu nhà tồi tàn. Đây đó, không phải đây là cái lều của tôi nói nè, đó dựng bằng mũ này giống như là kiểu cắm trại vậy đó. Còn nhà này thì bằng tôn chắc chắn hơn xíu. Mới có nâng cấp từ đây nâng cấp lên không anh em? Không có tự nâng cấp lên được. Ở đây thì nó sẽ vui vẻ hơn. Ready to action, ok. Vô đây trước đi. Cao trước coi có gì không? Mũi theo bắt về đây. Chỗ má 3 sao. Thôi. Bỏ không có ai tới ta. Đây. Đục liệt. Ôi chết đậu. Sắn. 2 ngày nữa là cái đục liệt thảm hoạt nhân nó sẽ tới. Tôi không thích một tí nào hết. Locking cam ở đây coi. Firewood ok được rồi. Sao hết. No free left. Ui. Thôi bỏ nó qua một bên. À cái chỗ nghĩa trang phải mất thêm thằng. Khổ. Đây có hai người lớn và một em bé tới, ok. Ai tôi không nghĩ là tôi sẽ sống ở đây với nhau. Chúng ta đã trải qua một cái chuyến hành trình rất là dài, chạy thoát từ những người khác. Đó. À, chúng ta có thằng Hakim, ok được. Supply được, ok vô đây mấy em.
hai thằng bị thương không sao hết. Con này không chưa chưa xong. Ok, what's up, ra ca hai thằng hero. Bị thương thì vô đây mấy em, vô đây anh chữa chữa hết. Chúng ta có ba thằng ha, ba thằng. Tôi thiếu gì không? Tôi không thiếu gì hết. Ồ, ở đây hết đồ à. Đây nó hết cái nó hết cái đồ ăn. Không sao cả. Thật sự là bây giờ tôi cũng cần đồ ăn. Đồ ăn tôi dư thừa. Tôi đây nghe em. Đây một cái điểm mà để vào research này. Bây giờ tôi đang không hiểu là cái kia lấy đâu ta. Chẳng lẽ mình phải làm cái trade center. Đúng không? Mechanic shop. Hay là phải làm ra mechanic. Inspect farm green. Greenhouse. Bowell, Lạc Water Tower, Mill, Bakery. Trời ơi, mẹ nó làm tới đâu luôn. Sau thảm hoạt nhân nhưng mà rất là giàu có anh em. Rất giàu có. 5 món ăn bất kỳ sẽ đổi thành 10 phút. Đây, đó. Can fruit, trái cây đóng hộp. Someone writing a small đây. What? Ồ, nó chỉ kêu mình phải cho nó ba cái này, ba cá bằng 119. Thì nó sẽ cho mình cái premature need some food. Có đéo đâu. A keep learning book but I... Nó sẽ cho mình cái cuốn sách gì á. Ok, mình sẽ phải làm cái fishing hunt này rồi anh em. Bắt buộc. Tại sao không làm được đây ta? Mẹ làm sao quay đầu lại được ha. Quay cái nhà lại như thế nào ta? Điền móc. Để camera. Speed up. View menu. B. Power. Zoom in. Zoom out. Work map. Specialist này tốc độ. Center Colony, trung tâm của search menu, search file menu, là theo control, preview, view more, đây nè, view mode, đây là xoay cái công trình nè. Nè. Xbox 360 thì nó có nè. Còn đây nó không có. Này nó chỉ có nè, xoay camera thôi. Má. View menu để từ tôi suy nghĩ coi. Em phải làm được chứ. Xoay zoom out, work map. Specialist menu, menu đặc biệt. Cực kỳ research menu tutorial six menu. Tôi thử đi coi.
cũng không. Custom mouse. Này ra cái này cái tổng đầu đi nhà gì đây cho ra cái à tool cấp lóc của mình được tát không xong anh ta lét tình cho đều rất là luôn ôi à điệt mẫu quá chứ làm được mỗi cái đây nè anh em để nó xàm xí đú không mà cũng phải làm chứ sao vậy thử đi. Đúng là game nó chưa có xong. Giờ đây. Ok hiểu. Cho mình làm lấy những cái chất phóng xạ đi nè. Mà bây giờ tôi lấy chất phóng xạ lấy sao giờ ta? Shum. Magic shop. Disney battery không. Explosion. Data presenter. Tôi kêu trong security đây. Nuclear what wasted store. Chung là chưa đủ tiền. Chưa đủ đồ để làm. Nuclear đến rồi. Vô đây. Tôn tôi nghĩ là tôi lấy cũng được, lấy tạm đi. Thảm họa dần lại xuống một mình quá. Mưa phóng xạ. Nên lại gọi là mưa phóng xạ.
Enable Game Pass. Build mod. Từ từ, hình như trong cái kia nó có chữ build mod. Build không, để build menu. Build mod. Build mod. Build menu B. Palette. Hay là với gì cứ fan ta. WASD không được. Không được anh em. Ok, con nào tới đây? Dr. Wiza. Phần này là tiến sĩ Wiza. I can fix all damage with simple pattern. Ok, with science and magic. Can help probably less colored retreat. Yeah, no. Pass on the offer. Ok, mình sẽ cho thằng này vô trong đây. Ủa sao nó không vô ta? Bên này xong chưa? Chưa. Đây là thiếu đồ nè. Tôi giảm cái tiếng kia lại. Tiếng nghe ghê chết bà rồi. 2/2 1/2 không sao. Ok, thằng này ready for action này. 268 lẫm lên. Đụng là chủng. Bên đây có gì không? Yushika, ủa, mãi level 8. Biết vô đánh nó được cái gì không ta? Mà sao đánh nó ha? Có nguồn mình sao quánh? Ở đó hồi tôi vô tôi thử coi. Kata, Tech Tree Colony Education. Đây là học nè. Là Swimmew Observer. Product bonus one day start working. Mẹ đừng nói là cho mút đi làm nha. General Star. Này nó chống chống bị ăn cắp ăn trộm. Nào cũng muốn học hết. Battery Ray Center. Ok, quất cái này đi. Quất cái thằng Ray Center. Đây. Tôi cấu ghê, không có làm được cái kia. Đây, Ray Center chắc mày nằm đây đi. Từ đây có cái bụng nước. Qua đây thì qua đây bớt đi. Đẩy vô đó. 2/2 0/2. Rất nhiều người đang bị nạn nhân của chiến tranh. Là nạn nhân của chất độc. Ôi, vẫn bắt được cá nè. Mẹ hư cấu. Kèm đúng hư cấu. Mẹ có cái lỗ với xíu rồi cũng bắt được cá. Ồ, nhiều người bệnh quá.
Đó, nó sản xuất ra đồ ăn nè. Mix thức và đồ ăn có vitamin, colonate, tissue và cả. Meat is a heavy cooked meat steam. Okay, fish có thể ăn là meat. Ok. Với game meat sweater steam. Mẹ một cái thì đầy đủ nè, còn cái là toàn thịt, cái là toàn rau, còn cái là ăn như cứt, toàn là cái gì không. Chỗ bốn thằng này bị bệnh. Hết giường hả? Hết giường bệnh à? Không, 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 vẫn còn. Đủ chỗ mà, vô đi, vô đi. Ui, không ổn nha. Ổn nha mấy chế. Mẹ xoay này trước đi. Mẹ chết đó. Ok bị gì đây? À, hai người dân người ta thấy Steam Star Diving ok được. Lấy được gì không? Một con Inspect cộng 10. Ta như được một colonic. Hình như là vậy thì phải. Nó kêu nó cho tôi cái game gì á. Rồi ok hết bị rồi hết rồi. Đất trở về thời kỳ bình an rồi. 168 mốc. Mục nhiều ta. Đó. Thằng này rồi đất một con sinh 19 tua 15. Ủa sao không lấy nữa ta? Trả được. Ôi, bệnh tật là lướt mưa. Từng ngày chết nha. Infected. Bị nhiễm bệnh ta lướt mưa. Đây, hôm nay là locking cam nè nè. Tôi làm cái đường cho thằng này cái. Đó. Này là nhà câu cá. Ba thịt hay rau à, sẽ ra được cái này. Ôi cho signet ai luôn từ 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 để tôi bắt cái nhà nào lại coi như đâm tôi carry resort với radiation. Ôi hai thằng chết rồi. Gỗ từ đi. Gỗ cũng nhiều rồi. Ôi thiếu người quá. Vậy sao rồi? 2 trên 2. Ôi. Chính. Không, tôi sẽ tập trung vào. Để tôi coi cái có cái chữa bệnh đâu ta? Plastic không? Colony School Remember Brand Plastic Power đâu không?
How, Two Story How, không, Knowledge, kiến thức, Library, Arena, cái cổng cấp 2, Maintain Depot, Medical Center nè. Ôi, chẳng lẽ vô đây hả? À, căng vậy. Rồi xuống đây luôn hả? Ủa, tiền đâu? Sao mà làm kịp? Từ từ, tôi làm cái chỗ đây, Education nè. Nó 200, không đủ. Rồi đưa xác mình kia về thôi. Ôi 68 múc ngùng chi nữa. Đây là gỗ. Ây da. Đi. À có bạn. Được. Này sao nó không báo ha. Ngõ à, nó phải báo cho mình á, mình để vậy đi, mình để vậy đi, nhìn cho nó dễ. Cái con quỷ này nó phải báo cho mình, không có, không có điểm research ở đó. Ba, tám, tám, hai, một, không, tám, rồi anh tắt năm nè. Là ở tắc 1 nè. Còn lại ở tắc 3 nè, như L nè. Đây, Trade Center. Test Colonist. Ok, hiểu. Sẽ lập cái nhà knowledge trước. Đây là education. Cho nó có trường học. Đây. Cho nó có school. Học hành cho nó giỏi giang. Phải học anh em à. Không học là ngu người. Đó. Đó. Ready to action. Thử coi. 5. Bây giờ đây không? 82. Gỗ mẹ. 08. Thủ 2. Bố ai giờ lại? Đi không? À, công 8 thủ 2 tiếp. À, nghỉ mấy chai. Đồ ăn nhiều lắm. Mấy cái tray kia dùng ra để tray ha. Ok, cái này hết rồi nè. Con rê te đây, con rê te đây. Đó, ta lấy con rê te đi em. Mình chắc con rê te hết rồi nè, ok. Đây con rê te. Đây đây con rê te hai cái đây nè. Đó. Ôi con rê te một đống ở đây luôn. Gạch, cả mớ.
Okay, chỉ cần một nhà kia thôi. Xì côn. Chặt cây đi anh ơi. Storm của house, ok. Chúng ta hãy đưa hành tôi vào stockpile là được không? Infected. Đậu xanh. Tai nhiễm bệnh. Gần mấy cái này quá nè, nó hồi tôi phải làm cho nó bớt bớt cái kia đã, gần quá. Đây resort nữa nè. Chỗ 461. Nhưng mà nó kêu là có khả năng bị phóng xạ. Hazard là phóng xạ. Chúng ta đang dư hai thằng. Sắt đang thiếu rồi mọi người. Bỏ đây đi. Cho một sắt vào đây. Còn đi lý sắt ở đây à? Sao mà không lên đây đi? Lên đây phải gần hơn không? Đó. Ready to action rồi. Tôi coi vô thử coi nó có bị không. 400 mấy lần á, nhiều lắm. Mấy cái điểm research này để nghiên cứu. Ô bãi lúa. Ồ bị nổ mới ghê. Đây, pin nè. Ồ, pin là phải đi lấy ở đây à. À đi lấy xong rồi nó phải chạy về đây anh em à. Ồ, bây giờ đi cất. Về hiểu không? Chứ không phải nó bay thẳng về kho luôn. Còn đổ đây sao nó lấy ra ta? Rồi, hiểu rồi, đang lấy đi. Đây. Tôi coi coi. Battery, explore, radar. Đây, general trước đi. Resort. Hazard engineer. Ok. General store nè. Nuclear nè. Bớt phóng xạ đi nè. Đó. Làm đi mấy em. Bắp berry. Ok, chơi tôi cũng hiểu được sơ sơ. Bây giờ còn 5
mấy cái đây locking cam hết rồi nè. Đó thì qua đây, đó. Ồ, qua đây đi. Đó, ừ, đơn giản. Tôi lấy được nữa không? Tôi thử nghiệm luôn. À đó, lấy được 2 cái nữa nè. Còn 5 cái. À, hiểu rồi. Đó. Còn 11, giờ lấy luôn anh ơi. Bùm. Đó, 9 20 cái này nè. Con này lấy gì ta? Fun box. Entertainment to own world. À. Những cái về vui chơi giải trí. Trời ơi, thiếu gạch, dã man luôn. Meteor shower, what the fuck? Meteor scout the building before, ok. Before not production to repair. Phải dự trữ đủ cái nguyên liệu sửa chữa để mà sửa chữa nè. We carry and hand to the repair, build a better shelter to keep your family safe. Mà tiền đâu mà tao xây nữa. Hả tao bay à, tiền đéo đâu mà xây. Mẹ ra đây nè anh ơi. Đó. Cặp đó đó đó. Đậu xanh anh. Đó, rồi đi lấy gạch nè, gạch đi cũng nhiều lắm, 51 gạch nè. Đây đây cái gì đây? Được 5 người lớn, 1 em bé. Từ từ tôi chơi chậm lại cái. Hai thằng bị nhiễm bệnh, ok rồi anh cho vào đây. Material incoming. À, xây nhà, xây nhà, xây nhà. Xây nhà, xây nhà. Đây, đó. Vô ở đây mấy em. Bấy, gõ đi. Đó, gõ đi. Lấy thêm sắt vật sản này nọ. Ô hồ má, gỗ nhiều quá. 82 firewood. Thực sự đồ cá tôi cũng ok, tôi lấy thêm cái xíu cá được cũng được. Đây đây là vô đây đi. À bệnh. Đó. Tôi phải mở liên tục mấy cái nhà chữa bệnh này mới được. Nếu không là nó có nguy cơ lắm. Được rồi. Tôn 20. Ồ, hết sắt luôn, cái ghê. Là làm thêm sắt. Strapper đúng không? Đây, ok. Có hai cái strapper gần đây. Tôi nghĩ ta sẽ cho nó ra hơi xa. Cũng không sao đâu. Ừ.
Nhựa. Tôi sẽ cho một cái ra gần đây luôn. Ồ, có hai cái nhựa trên này. Đó, qua đây luôn em ơi. Infected nó đang bận hoài á. Coi coi mấy, tôi coi mấy thằng này sao. Thằng này không sao hết nè. Cho qua đây khám phá. Ồ, 791 thôi. Chín một thì nghỉ đi anh ơi. Lấy cái thăm cục pin nó đi. Đó, cái hồi tôi sẽ mang về. Thì thiếu gì ta? Ồ, thiếu gạch. Gạch thiếu giả mang. Gạch thiếu kinh khủng luôn anh em. Đó, đập gạch đi. Someone, ok. Give them some medicine. Tiêu 1 sẽ được cộng 1 hạt giống. Ok, mình là một người rất là mến khách. Nó sẽ cho mình một cái hạt giống. Tôi không biết hạt giống để làm gì hết. Mình tôi cứ cho. Mình đang thiếu nước ha anh em ha. Thêm nước. Đó, anh em thấy theo phần trăm ha. Mình chọn cái chỗ nào mà nó cao cao xíu. Mẹ nước cái gì mà toàn nhiễm bệnh không vậy? Ghê quá. Ê, ế. 71 nè, 72 nè. Được. Tám chín nè. Chơi luôn. Rồi, chuẩn bị cái material tới. À. Chỗ đây là ít gỗ. Mình đi khám phá qua đây đi. Coi có cái gì không? Gạch ở đây nè. Tôi sẽ đi qua đó tôi lấy bớt gạch. Tech tree coi. Xây dựng được cái gì không? Cổng cấp 2 nè. À, cái này là cái giống như là một cái nhà cầu nguyện. Nó sẽ có đức tin. Dân recycle là cái gì ta? Energy store, mechanic shop, food, medium fuel là fuel. Ok, tôi làm cái cổng đi. Tôi nghĩ là tôi nên làm cái cổng. Úi, cổng lên rồi nè. Cổng hoành tráng luôn. Cổng tự lên luôn, không cần phải xây. Ôi. Trời ơi. Sửa nơi, sửa lại giùm em anh ơi. Đấy, harvest đi. Trời ơi. Ôi, sửa nhà em anh ơi. Trời ơi, đậu ba già mày.
material thing cut. Thật rơi xuống trái đất. Quá dã man. Bố phải xe tăng tảng ra nhà ra sướng. Đây nhà của này dễ quá. Dễ ăn hành quá. Ôi ôi nó đập vô cái cổng. Nè ngoài nhanh anh ơi. Ui. Kinh khủng. Ổ hết gỗ luôn rồi nè. Flăng. Ok hết rồi anh em. Ôi khổ. Someone you leave inside ten. Ok, thằng này muốn gì đây? Ok, cho nó cái ladder. Bốn hấp finish. Yeah. Ok, tôi sẽ kết thúc cái tập 2 ở đây anh em. Nếu anh em thích, anh em hãy like giúp mình một like. Và anh em có thể thấy ví dụ như là nói giọng nó có bị nhỏ không, hay là tiếng game nó có bị nhỏ hay không gì đó. Anh em comment xuống giúp mình ha. Cảm ơn em rất nhiều.